ở cái nhà đây là một set bò tùng xẻo lớn và một set bò phô mai nhỏ. Rồi em tặng anh thêm một cái lẩu đậu cá nha. Giây phút huy hoàng. Trời ơi, trời tràn ra lối. Ồ. Này thì về. Đây là Võ Sư Lộc cả nhà ơi. Giờ tung tăng quá vậy. Mình mới thăm anh xăm trổ ở quán mì em ăn á. À quán mì sủi cảo đúng không? Trên đường Phong Phú đúng không? Rồi. Nhưng mà sao không ăn đi? Còn sao nhớ ăn? Kỷ niệm thanh niên ăn á. Anh cũng chưa thèm lắm. Nhưng mà trên đường Phong Phú này chắc cũng sẽ phong phú quán ăn, đồ ăn lắm. Ở cái đường Phong Phú này á là có mình đã từng quay quán mì cây sa bay nè. Rồi một quán mì dạng như cũng mì vắt giống như bên anh xăm chỗ nè. Rồi cái quán anh xăm chỗ. Và mình không ngờ là kẹt ở trong đó, giữa những cái quán đó là có một cái quán ăn cũng mới nổi cho các bạn trẻ yêu thích món bò. Đó chính là quán Hiccup. Cái tên nghe là thấy nứt cục rồi cả nhà. Hiccup này á thì tiếng Anh là nứt cục của cái quán này cả nhà thấy giờ ở cái menu của họ là họ bày ra luôn nè. Rồi cái món đặc trưng là món bò tùng xẻo, bún heo nướng và lẩu đầu cá hồi. Ở đây lạ quá ha, có khoai tây nữa cơ. Ok thì mình sẽ vào trong mình tìm hiểu về món này như thế nào anh Lộc ơi. Đi. Gì vậy? Mới lút được cái menu đây. Vô rồi cầm menu luôn rồi. Menu đã order luôn. Order luôn ok. Rồi mình đã xin phép với bên quán để được vào bên trong bếp rồi. Chào em trai nha. Thì quán của mình á, anh thấy không gian bếp cũng bé xinh xinh em ha. Đó nè. Thì quán mình là em hoạt động được lâu chưa em? Em mở được 1 năm mấy. 1 năm mấy hả? Dạ. Là ngay vị trí này em? Là hồi trước là quán em ở Nguyễn Duy Phương, xong rồi chuyển qua Ngô Quyền. Rồi dịch lâu quá nên em chuyển về nhà. Cũng dịch bệnh cũng ảnh hưởng của em ha. Dạ dạ. Quán mình thì em bán từ mấy giờ đến mấy giờ em? Giờ mở cửa từ 4:30 chiều cho tới 10 giờ tối. 10 giờ tối. Wow. Sao mình không bán lâu hơn ha? Tại vì nếu vậy thì chỉ có khoảng 6 tiếng thôi ha. Nếu mà khách đến đông hơn thì em bán lâu hơn. Ok, hy vọng sau clip này thì cả nhà sẽ tìm đến để ủng hộ cho quán, để quán bán sớm hơn. Dạ dạ dạ. Ở đây anh thấy là em có mấy cái miếng bịch bò để sẵn em hả? Dạ dạ. Tại vì bên mình là đặc trưng là bò tùng xẻo á. Dạ đúng rồi. Thì tức là em phân bịch ra, thì khi mà khách order cái phần đó thì cứ tại vì định lượng của mỗi bịch đều bằng nhau. Mỗi bịch đều bằng nhau đúng rồi. Cứ khách kêu thì sẽ lấy một phần làm cho khách. Thì em có thể giới thiệu cho anh những cái món ăn ở bên mình cũng như là giá cả được không? Bên mình thì cái món chính mà khách tới đây hay kêu nhất là món bò tùng xẻo. Cái một phần bò này là được dùng phi lê bò Việt của mình, nhưng mà phi lê lại ngon. Trong một cái phần thì em có 2 size. Bò tùng xẻo thì em có 2 size, phần size lớn với lại size nhỏ. Khác nhau là size lớn sẽ là nửa ký phi lê thịt bò, còn size nhỏ thì là 300g. 300g. Thì size lớn thì sẽ có 2 ổ bánh mì, có 1 đĩa salad, 1 đĩa khoai tây với lại nửa ký phi lê bò. Ở đây anh thấy là ngoài xà lách bánh mì ra thì mình còn có khoai tây nữa em ha. Đúng rồi. Đó cũng là một cái điểm lạ ở bên quán cả nhà. Tức là 199k thôi nhưng mà mấy bạn có hết luôn. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ăn cái là no. Nếu như mà có 2 ổ bánh mì thì 4 người ăn á, mình kêu thêm bánh mì tinh riêng đúng không? Dạ đúng rồi. Nè, đúng rồi, bánh mì 5.000 thêm. Ngoài ra thì mình còn những món nào nữa không em? Bên đây nữa nè cả nhà ơi. Menu nhìn cũng dễ thương quá. Salad. Salad súp mè. Anh thấy này mình dán như này chắc là món đặc biệt hả? Dạ món này mới ra luôn anh, nhưng mà món này bữa giờ khách ăn cũng thích lắm anh, béo béo. Có đậu hũ trứng. Thấy cũng lạ. Có hành với lại chà bông. Còn có mì Ý bò sốt kem nữa, món này hồi đó mình cũng mê lắm nè. Món này giống như mấy món hay ăn với pizza đúng không em? Dạ dạ. Mì Ý bò sốt kem nè cả nhà, khoai tây chiên. Bên em bán như vậy thì cái đối tượng khách hàng của mình chủ yếu là ai em? Thường thường khách đến đây thì lứa tuổi từ 22 cho tới 40 tuổi. Đa số những bạn trẻ bây giờ thì mấy bạn trẻ sẽ thích cái lõi vai bò Mỹ với lại những cái phô mai. Nhưng mà cái lứa tuổi từ 35 trở lên thì họ sẽ không có chuộng phô mai lắm. Nên em muốn làm cái dạng bò nướng này từ 22 tuổi trở lên đều ăn được. Tức là khẩu vị nó khẩu vị Việt rất là dễ ăn. Ok đúng không em? 22 tuổi 40 nha. Điên này. Mà lớn lên vẫn ăn được, lớn hơn vẫn ăn được. À rồi anh biết rồi, kiểu cái 22-40 là nhiều nhất á. Dạ đúng rồi. Thôi sẵn rồi anh Lộc. Mình đến đây thì mình cũng order luôn đi. Ok. Anh order cái gì? Anh thì hôm nay anh ăn nhẹ thôi. Chắc anh ăn bò trùng xẻo lớn nè. Dạ. Và cái nhỏ thì chắc nó cũng sẽ bao gồm những cái phần giống vậy thôi. Dạ dạ. Order cái bò sốt trứng muối. Dạ dạ. Luôn cái phần trứng muối bên mình nó như thế nào? Dạ 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 dạ. Ok nhẹ vậy. Tính ra là 3-4 người ăn và 2-3 người ăn. Trung bình là cũng phải 5-6 người ăn á thanh niên. Vậy nhẹ. Mà cái này anh ăn nổi không? Nếu mà anh ăn nếu mà ăn hết á em tặng anh thêm một cái lẩu đậu cá hồi. Gì ghê vậy? Ôi, con niên này máu lửa quá cả nhà ơi. Chưa có hình nhưng mà có rồi, có trong menu rồi. Hồi nãy mình thấy ở trong cái bảng ngoài có cái món lẩu đậu cá hồi á anh. Vậy chứng tỏ là phần này không nhỏ đâu đúng không? Vậy mới là thử thách chứ. Thôi giờ cứ ráng ăn hết trước đi anh, rồi kết quả như thế nào thì mình sẽ tính sau. À hồi phân giải đúng không? Đúng rồi, em thấy chứ hai phần này không là cũng quá trời rồi đó. Rồi bây giờ em làm cho anh hai phần này đi, anh sẽ quay luôn cái cách mà mình lấy ha. Dạ rồi. Cảm ơn em nha. Dạ dạ. Cái đây là bao nhiêu gam bò em ha? Cái này là 260 gam. Ồ, mình thêm sốt đồ này vào là chắc sẽ tầm 300 gam đúng không em? Dạ đúng rồi. Đó thêm sốt vào nè em. Cả nhà. Tỏi nữa nè cả nhà. Ở đây có thêm cái tiêu xanh nữa nha, thơm lắm á. Trộn lên. Cái loại bò phi lê này á, cả nhà mình nhìn thì mình cũng thấy được cái độ mềm của nó rồi đó. Còn cái này là bò lớn đúng không ạ? Đúng rồi, cái phần này là khách mới order. Okay. Đó bò lớn thì cả nhà thấy sẽ lớn hơn. Lát mình thử ăn coi cái vị của cái nước sốt như thế nào. Cái dầu này anh thấy là em trộn như vậy, lát mình bỏ lên bếp nó cũng không có bị dính bếp đúng không em? Dạ một phần là cái phần dầu này massage bò mà nó sẽ mềm. Mềm càng thêm mềm. Ok. Em làm bên bếp lâu chưa? Dạ, em làm cũng lâu rồi. Chắc cũng làm trong mấy nhà hàng rồi mình ra đúng không? Dạ. Rồi còn bên đây là cái phần salad của quán này. Salad này thì ngoài các rau củ ra em có nêm với giấm hay là cái gì đó này. Có giấm nữa ha, cho nó tạo cái vị chua chua. Wow, rồi xong mình cũng trộn lên ha. Đây là cái khoai tây cả nhà ơi. Dầu ở đây mình thấy còn mới lắm nè. Dầu này là bên em thay mỗi ngày. Thay mỗi ngày luôn hả? Không có dùng lại nữa nè. Khoai tây đã chưa? Đó, đây là phần khoai tây mình ăn kèm với lại cái bò tùng xẻo với lại sốt trứng muối. Phần này là với rau để cho mình ăn kèm với bò trứng muối. Phần này là rau ăn kèm với cả nhà. Sẽ có thủ bắp, cà chua, nấm đùi gà. Mấy cái này mình bỏ lên mình nướng luôn em ha. Đó, ăn cũng ngon lắm á. Còn đây là bánh mì nè. Đó, phần lớn thì sẽ có 2 ổ bánh mì. Con dao nhìn bén quá em ha. Nhìn như dao đồ chơi vậy em. Rồi. Bò. Ở cái nhà đây là 2 set, một set bò tùng xẻo lớn và một set bò phô mai nhỏ. Mình Võ Sư Lộc sẽ ăn hết cái này. Và nếu hết thì sẽ được 3 ổ mì nữa. Còn rồi đây là bếp. Đây là có một em trai này cũng coi kênh nè cả nhà. Lúc mà mình đến thì em rất là phấn khởi đó cả nhà, kiểu như được gặp anh em mình, bạn cũng vui á. Rồi tặng thêm cái lẩu đầu cá nha. Tặng thêm cái lẩu đầu cá đúng không? Ok, cảm ơn em nha. Thì sẽ cố gắng nha cả nhà. Nhiều lắm. Rồi hôm nay mình sẽ nhờ một bạn fan trẻ tuổi này hướng dẫn mình cách ăn luôn. Tại vì chắc là sẽ có nhiều bạn tò mò á. Rồi em hướng dẫn đi em. Dạ để em bật lửa lên trước. Bật lửa lên trước ha. Em đã bật bao nhiêu phần bò tùng xẻo rồi? Dạ chứ cũng khá khá. Khá khá. Rồi sau khi bật bếp lên thì tưới một ít dầu lên nè. Rồi để cho nướng nó không có bị cháy khét á anh Tư. Dạ còn cái này thì mình để thẳng lên đây luôn. Để thẳng lên luôn hả? Dạ để cho nó ấm ấm á, rồi mình chấm với bánh mì thì nó sẽ ngon hơn. Rồi ok em. Dạ. Em tên gì? Dạ em tên Vinh. Vinh. Bạn dạ. Vinh ha, bạn Vinh. Dạ còn bên em lên đây luôn. Lên luôn, lên luôn. Ở bên đây thì em cũng tưới một ít dầu lên. Ừ. Để cho nó không có bị cháy khét. Nếu mà lát kiểu như mình lâu quá hết dầu quá thì mình rưới thêm. Dạ, còn cái nước sốt này thì để lên trên luôn, thẳng lên đây luôn, tại vì nó nóng lên nó chảy ra nó béo hơn. Ok Vinh, ok. Sốt phô mai. Dạ. Còn cái này sốt trứng muối. Sốt trứng muối là niên, dạ. Niên này lại. Chắc anh nhờ Vinh nướng giùm anh cái lớn đi. Ừ. Rồi ok. Buổi sáng mà cũng ăn sáng mà. Một phần bò lớn á cả nhà, 3-4 người ăn á thì số lượng thịt đó không phải là ít đâu nè. Anh Lộc, anh biết tại sao á cái bò này lại là nguyên miếng không, thay vì giống như vậy? Cái này kiểu giống như là bít tết vậy. Cái này á anh bên bếp chia sẻ là sẽ nướng á, mình cắt ra chứ không phải là nó cắt sẵn như vậy. Nó dày lắm nè cả nhà. Cái đó anh bỏ lên luôn nha Vinh. Dạ. Bỏ lên luôn. Anh cứ bỏ lên luôn. Wow. Khi mình bỏ lên á những cái tiếng mà rộp 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 của giấy bạc á nó khiến cho mình cảm giác là cái miếng bò á vừa luôn trà ma sát trên từng cái miếng giấy bạc. Và khi nóng lên rồi thì cho tỏi vào. Thêm tỏi và cho thơm bò ha. Rồi. Rồi cảm ơn Vinh. Nói chung bên đây là họ sẽ có nhiều bạn á, là chưa từng ăn món này bao giờ thì bên quán á, cũng hướng dẫn cho mình luôn để mình đến mình ăn á, không bị bỡ ngỡ. Hôm nay anh em mình sẽ đưa các bạn vào đời với món bò tùng xẻo, các bạn nào chưa biết. Ba ổ bánh mì căng lắm anh Điền. Bên quán còn có cái này nữa nè anh. Ê, cái này mình bỏ lên lúc nào ta? Anh thích thì anh nướng luôn. Vậy là bò mà nướng sốt phô mai, sốt trứng muối cả nhà là sẽ có thêm đồ nướng. Còn cái bò tùng xẻo thì không có đúng không em? Dạ không, bò tùng xẻo là chỉ có salad. Rồi rồi. Dạ, hai cái là hai cái gia vị khác nhau á anh. Hai cái là hai gia vị khác nhau. Cái này mình muốn rưới cái phô mai lên được không em? Dạ vẫn được không anh? Vẫn được. Dạ, nhưng mà chấm nó sẽ ngon hơn. Đúng rồi, chấm này anh ăn trộn luôn cái phần mềm của bò với lại phần béo béo của nước sốt. Dạ. Có nghĩa là mà Vinh muốn anh hứng trọn cái sốt này á. Chứ mình rưới ra là nó bị phân tán lực lượng rồi. Anh sẽ hứng trọn vào miệng của anh. Vô Võ Sư Lộc ơi. Bánh mì rất là giòn. Mình sẽ ăn thử với cái nước sốt này trước nha cả nhà. Cái nghĩ cái này em nghĩ phải ăn với bò chứ ăn bánh mì không thì nó sao ta? Để làm cảm nhận cái nước sốt trước. Cảm nhận riêng cái vị nước sốt đó. Dạ. Anh thấy giá ở đây á giống như là nước tương mà mình pha ra thêm những cái dầu hào này kia vào, rất là đặc biệt. Nhưng mà mình chấm với cái bò thì nó sẽ cảm giác nó sẽ đầy đủ hơn. Anh nên thích ăn tái lắm nè. Đó kèm vô. Cho một miếng salad nữa nha. Ngon lành. Mời ông bà cô chú và quan viên hai họ bữa nha. Kiểu như hôm nay mình không ăn tô dĩa cho nên cái quy trình nó cũng hơi wow. Sao vậy? Đúng rồi. Tên chở nè. Nước sốt chấm khoai tây á. Mà do quán em tự làm luôn. Nước sốt chấm khoai tây. Màu nhìn tươi quá. Này chắc chắn là sẽ có sốt mayonnaise của Tường Hồng. Hồng tuyết. Bò rất là mềm đó cả nhà. Khi mình ăn cảm giác đó, vừa để vào miệng của mình đó, miếng bò nó giống như là nhảy múa trong miệng mình vậy. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Nhưng mà mình chắc chắn đây là con bò cái rồi. Nó mềm quá hả? Kiểu nó mềm mà kiểu giống như là mỗi ngày hay massage da, massage thịt đó. Ôi trời. Gắp thêm bò lên đúng rồi. Hôm nay Võ Sư Lộc phải ăn tổng cộng là khoảng gần 1 kg bò anh. Chưa kể bò bánh mì với lại các loại rau củ nữa nha cả nhà. Chín thì sẽ bỏ ra dĩa luôn nè. Em cái này là cái mình chấm bò cũng được đúng không? Và hai cái phần này là chao với lại muối xanh. À, muối xanh. Funny Hùng ơi. Ôi. Quán làm luôn ha. Rồi. Mình sẽ mời Funny Hùng cái này nha. Chưa kịp đòi hỏi đã trao rồi. Anh hiểu sao mà. Dễ dãi quá vậy? Anh hiểu ý của em mà. Dễ dãi quá nha. Thôi mời cả nhà nha. Đấy. Ồ, miếng này còn nóng luôn á. Phải trừ phỏng miệng nha. Ok. Mùi chao rất là thơm. Và cái miếng bò này á cũng không phải là quá mềm đâu, kiểu như vừa tới thôi cả nhà. Mà quan trọng là gì? Mình dùng cái này mình quét lên cái này, kết hợp thêm với cái bánh mì nữa, hòa trộn với nhau á. Cái này mà các bạn đi theo nhóm hoặc là đi với gia đình đó nha. Đủ combo. Okay. Khoai tây. Các bạn đi theo nhóm mà đi với gia đình ăn cái món này cũng ấm cúng lắm á. Hùng ơi. Bò này nó vẫn còn hơi tái nè anh Lộc. Đúng kiểu anh thích rồi đúng không? Đúng rồi. Ăn vậy nó sẽ mềm. Thôi khoai tây thì khoai tây này mềm chứ không phải là quá giòn. Ô. Máu lửa nào. Ô. Thịt bò cả nhà. Khi mà mình ăn cái này á, mình có cảm giác là mình vừa tâm sự với gia đình hay tâm sự với bạn bè á, thì một người sẽ nói, một người sẽ gắp bò, và sau đó cái người nào mà nói rồi á, người đó sẽ cảm giác là đói rồi, thì người gắp bò ra người ta sẽ nói người gắp bò sẽ nói và người ta sẽ bỏ cái bò mới lên, thì trong lúc đó cái người nói sẽ ăn. Có lý ha, làm theo một quy trình. Ô mà bây giờ anh bỏ cái nước sốt vào, em nghe cái mùi giống như nước tương á, nó lan tỏa cả nhà. Dầu hào, dầu hào hả? Rồi, đó, bò ra nè. Vẫn còn nhiều. Ôi, có tiêu xanh nữa nha. Nhìn giống nho xanh quá. Giống như đen vô quá. Em là chùm, nói gì? Em là con cáo, phải không? Anh là chùm nho xanh. Hay đó. Không liên quan chứ anh Lộc, anh thử review bò trứng muối đi để anh ăn hết một cái này đã. Okay. Cái này anh sẽ dành tặng cho những bạn nào không thích màu xanh, có những bạn là không ăn được màu xanh á, có cái màu xanh như hành lá hay là xà lách ngò tí là ăn không được. Thường những bạn đó là những bạn nữ á, độ tuổi từ 18 tới 20 mấy. Mời các bạn nữ nha. Ok, mời bạn nữ không mời bạn nam luôn. Các bạn nam hãy ném đá Võ Sư Lộc nào. Các bạn nam mình sẽ mời món bò này. Mời Vinh nè. Vinh vất vả nãy giờ rồi, phải mời Vinh thôi. Đúng rồi. Vinh tự ăn á, thì cảm giác là hàng ngày Vinh đều được trải nghiệm, mà tại Vinh ở quán mà. Nhưng mà được mình làm một phần đó thì Vinh sẽ nâng niu ổ bánh mì đó hơn. Chính xác. Âm thanh vẫn tốt. Nè, bạn Vinh nướng như vậy để cho chín đều nè cả nhà. Ôi, miếng này còn hơi đỏ nè, có sao không anh Yên? Hay nướng thêm đi. Bên quán á cả nhà, mình muốn nướng cho chín tới thì chín luôn nha. Cái này kiểu Võ Sư Lộc muốn ăn như vậy á. Anh ăn kiểu này. Nó thích ăn kiểu mà nó tái. Mình ăn kiểu như là nó trọn vị hơn. Kiểu như cái thịt bò nó sẽ mềm hơn á. Khi em nướng nhiều nó sẽ bị ra bớt cái nước ngọt bên trong bò. Hùng ơi. Ồ, giây phút huy hoàng. Trời ơi. Trời tràn ra luôn. Ồ, hậu á. Nhưng mà sẽ phỏng họng á, nếu mà phải ăn nhanh á. Khúc cuối nồi lẩu á. Đã, cảm giác bùng nổ trong miệng ha. Thái độ bánh mì vậy ta. Hay á. Thử thách này Võ Sư Lộc sẽ vượt qua được thôi. Sao nhận xét đi. Anh phải cho cái trứng muối nó lắng xuống là anh mới nhận xét nó đầy đủ được. Ok. Khi mà nó đang sôi đây nè, nó giống như miệng núi lửa vậy, nó bập bùng đó nè, nó nổi lên nè. Mà núi lửa là những lớp magma nó sẽ màu cam. Cái này magma màu vàng. Nó vào nó sôi trong cái lưỡi mình á. Anh phải dùng cái hàm trên ném xuống, bắt đầu là nó túa cái trứng muối quanh răng của anh rồi, giống như là keo đánh răng vậy á. Ôi đã lắm. Cái bò vào nó quết lại nước vô, mà bò mềm. Bò bạn Vinh làm kiểu này rất là mềm. Nhìn món bò này em lại liên tưởng tới bò cô bê quá anh Lộc. Cũng nên có từng lát các bạn. Mình phải cảm ơn bạn Vinh thôi. Mời. Mình sẽ làm một phần nhỏ nhỏ để tặng cho bạn Vinh. Em cái nước sốt này á, nếu mình ăn hết thì mình phải gọi thêm. Có tính tiền không? Tính tiền không? Trong cái phần menu có sốt trứng muối thêm. Rồi ok, trong phần menu có sốt trứng muối thêm hả cả nhà? Vinh ơi, anh đã làm cho em một phần rồi. Mời em thưởng thức nha. Ăn nhưng mà vẫn không quên fan. Nhưng mà anh phải vừa mời vừa cảm ơn đi. Tại vì mình biết là còn phần lẩu nữa, nên mình ăn nhiều quá nó sẽ bị no, ăn lẩu nó không đã. Mình phải tranh thủ mời. Vinh tất bật quá Hằng, Vinh hết cái này tới chạy quá kia. Đúng là một nhân viên quá là gương mẫu. Vinh có Vinh, bồ chưa? Hình như là Vinh. Cái này là bên em phục vụ cho Võ Sư Lộc thôi đúng không? Chứ bên quán thường là người ta sẽ tự người ta nấu đúng không? À, đó. Nên cả nhà đến đây mà ai cũng kêu bạn Vinh phục vụ thì chết bạn Vinh. Em thì em sẵn sàng. Nếu mà có thời gian rảnh đó đúng không? Sẵn sàng một. Ồ, nhiệt tình quá luôn cả nhà. Quỳnh có người yêu chưa? Dạ chưa. Ơi, các chị em bên anh nhiều lắm. Các chị em trong nãy giờ đây, mình nhìn thấy những cái cử chỉ của và cách mà Vinh nướng á, thấy Vinh là một người cũng chu đáo và tỉ mỉ lắm á nha. Rồi, hết luôn nha cả nhà. Hết luôn. Hết nha. Ồ, bên trong vẫn còn cái nước sốt xì dầu gì nè, nên mình rưới vô luôn anh ta. Rưới luôn đi, cho thơm. Rưới tỏi vô luôn. Đó. Đạo quá. Đấy. Rưới không? Ồ. Rồi. Rồi xong rồi đó. Đây là phần bò sốt trứng muối là xong rồi nè cả nhà. Cồn cũng vừa hết luôn em ha. Anh Lộc nhớ đạo bên đây nè. Chấm vừa thôi, còn bò kìa anh Niên. Còn mình nếu mà ăn mà nước sốt này mình ăn hao quá mình mua thêm được không ta? Đúng rồi, gọi thêm á. Một phần có 20k thôi. 20k, một phần như vậy là 20k. Nếu mà ăn hao quá anh sẽ mua thêm một phần nước sốt nữa. Rồi xong. Rồi cảm ơn Vinh nha. Đây nè, Vinh đã bỏ ra cái dĩa cho mình rồi. Vinh cũng hiểu ý anh em mình lắm nha. Kiểu như tỏi Vinh đâu có lấy cho anh đâu nè. Tỏi thì mình ăn review thôi cả nhà. Chú Bắc Công là Vinh cười tỏi á. Ê, nói chứ lâu lắm rồi anh em mình không gặp mà tỏi củ giống vậy á. Đi qua clip lâu lắm rồi á. Nên mình sẽ ăn thử một củ tỏi các bạn coi. 2 củ luôn. Ồ, cách ăn rất là sáng tạo. Ồ trời ơi. Kẹp lại miệng mình nè. Một hít đâu? Ăn một hít thôi. Một hít luôn. Một hít đi. Vinh ơi, anh sẽ ăn một hít hết cái này. Anh ăn một nhát hết cái này. Là ăn cho Vinh ngạc nhiên nè. Anh Lộc đã từng có lần á nửa ổ bánh mì nha, anh Yên Quốc có một lần thôi đó. Mà dạng bánh mì mềm mới ăn được, còn bánh mì mà giòn quá thì ăn không được vậy. Anh Lộc võ sư. Anh Lộc võ sư nha, võ sư. Cảm giác ăn bánh mì với sốt trứng muối như thế nào? Ăn thì nó sẽ không có chuẩn như là mình ăn với đâu. Nhưng mà khi mình kết hợp lại á, mình ăn thì cảm giác là nếu mà các bạn kêu một set đó, rồi một ổ bánh mì và bạn đi ăn với người yêu thì các bạn có thể thể hiện sự ga lăng của mình, đó là các bạn quấn rau cho người yêu và các bạn ngồi ăn bánh mì không. Ô, người yêu sẽ thấy đúng là chàng trai mình tìm kiếm mấy lâu nay rồi. Anh nói cũng hơi quá, ví dụ mà người yêu mà cũng dạng nhà sai cỡ như anh á thì mới nghĩ như vậy thôi, còn những bạn nữ nào mà ốm cũng cần phải còn bạn trai mình ăn cùng chứ. Ý là mình nói vậy thôi chứ sao bạn nữ ăn hết được. Nhưng mà bạn nữ sẽ thấy được tấm lòng của mình và mời lại bạn nam, tình cảm sẽ kháng khiếp. Lúc đó mình vừa được ăn mà vừa có tấm lòng của bạn nữ luôn. Và ăn bò. Tối đó sóng sẽ vỗ ở nơi không có biển. Tàu anh. Rồi, tiếp theo nào. Cái tỏi này khi mà ăn mà nó đã được làm nóng rồi đó cả nhà, nó thơm lắm. Cái tỏi này anh mình có thể nướng ở trên bếp than đó nha, ăn cũng bá cháy luôn á. Tỏi này trị bệnh ung thư đó Hùng. Ung thư gì? ung thư, các loại ung thư. Ung thư nói chung đúng không? Ừ. Không phải là trị mà dạng như cũng tăng sức đề kháng của mình, giảm cái khả năng mình mắc ung thư thôi. Review nước này đi. Soda Việt Quốc. Ở bên quán có bán nhiều loại nước lắm nha cả nhà. Soda dâu, soda Việt Quốc, trà chanh. Để cho nhìn cái bàn nó nhiều xíu. Rồi, nhiệm vụ của Võ Sư Lộc bây giờ là còn gì đây? Còn lại 7-8 lát bò, 2 chén khoai tây, 1 ổ bánh mì và khoảng như đây mình nghĩ là tầm 200g á, 200g thịt bò, salad nữa nha, salad nữa. 200 tới 250. Cố lên. Ở đây á có phụ bia. Có mấy chú bên kia ngồi uống bia. Các chiến hữu đi với nhau uống bia thì sẽ bị say, mà say thì sẽ bị nấc cục. Nên đó mình nghĩ đó cũng là lý do quán có tên Hiccup đó cả nhà. Hiccup. Đây, đây, Võ Sư Lộc sẽ làm chung một miếng. Sẵn nói đến nấc cục á, thì Võ Sư Lộc có cách nào để trị nấc cục không? Nấc cục á, mình có một cách dân gian á để trị nấc cục á, là các bạn sẽ lấy cái ngón tay cái này, các bạn sẽ đẩy ra đây, rồi ngón này các bạn sẽ để đây, bạn giữ lại trong khoảng 1-2 phút gì đó. 1-2 phút. Nếu mà nó hết nấc cục á là cách nó làm đúng. Nếu mà nó không hết á thì các bạn hãy quay lại trách móc mình đi, quậu lên. Thì khi mình tức mình quậu lên đó thì mình sẽ tự hết. Đúng rồi, hay á. Rồi, cảm ơn Võ Sư Lộc nha. Đây. Ôi trời ơi, mời cả nhà nha. Hấp dẫn quá. Cần dòng, trứng muối không? Nó như đang rưới trong miệng mình, giống như này anh nói vậy. Nó đánh răng cho mình luôn. Cái thịt này đó, miếng này nó dày nên thấy nó cũng hơi dai một xíu. Cái miếng lấy này như cái bò Mỹ, cái bò là cái miếng sau. Miếng sau nên kiểu như nướng nó hơi kỹ á, nó sẽ bị hơi dai. Miếng đầu á, miếng đầu đó, miếng còn tái tái nó mềm đúng không? Đó thì các bạn có thể ăn theo cái cách mà mình muốn. Em cắt nhỏ em dọn giùm anh hai cái bếp đó, để mình đẩy cái bò vô quay cho đẹp. Bày ra nó sẽ nhiều nè. Sẵn đây á, em cũng sẽ chỉ cho các bạn một cách trị nấc cục nữa, cũng rất là hiệu quả luôn, mà mỗi lần em bị á, em làm cách đó là hiệu quả 90%. Đó là các bạn hãy uống nước. Thường á, ông bà mình sẽ nói là hình như là con gái 7 ngụm, con trai 9 ngụm, 9 ngụm nước hay gì á, mình đưa nó hút nè. Cô uống vậy á, suốt 7 ngụm, 9 ngụm. Nhưng mà mỗi lần em bị á là em uống chắc cũng phải 10 mấy ngụm á. Uống vậy một hồi cái nó hết nó cục luôn. Và còn một cách nữa, đó là hù cho giật mình. Thì khi giật mình á, các bạn sẽ quên đi cơn nó cục. Mà gặp hù mà ai đang xỉn á thì các bạn hãy cẩn thận á. Đứng tim á, đứng tim còn đỏ bố lại cho một phát. Nhưng mà các bạn bị nó cục mà bị hù á cũng nên thông cảm. Người hù cũng chỉ muốn các bạn hết nó cục thôi. Salad. Salad này bóp với dầu giấm á, vừa chua vừa giữ được cái độ giòn của salad. Hồi nãy bạn đổ giấm vào á, em quay được cái cạnh đó luôn. Funny Hùng đến với cái chùm tiêu của bạn. Tuy cay nhưng mà còn non lắm. Thôi em không muốn làm chùm tiêu đâu, em không muốn bị anh ăn đâu. Điên này nguy hiểm quá. Các bạn nào đã ăn ở Nguyễn Tri Phương rồi, đã ăn ở Ngô Quyền rồi, mà bây giờ không biết quán bạn mở lại ở đâu, ở đây nha. Số 36 Phong Phú. Kiểu như anh, cái con đường Phong Phú này á, nó phải làm đúng cái chức năng của nó, khiến cho con đường cái tên. Đúng rồi, phải có nhiều quán ăn, nhiều cảnh quan rồi này kia qua lại. Thấy luôn Hùng. Bỏ hết bò vô luôn á hả? Đây sẽ là một ổ bánh mì. Anh bán em ổ ra 10.000 em mua. Nhưng mà đây là thử thách của anh mà, chứ em sẽ không mua đâu. Em mua anh cũng đâu bán đâu. Hay á. 30.000 gì bò quá trời luôn. Ít nhất mà có thể là phải 50 á, 40-50 á. Ổ này á, nếu mình được mang đi từ thiện á, những người nhận được ổ này á rất là vui. Ôi cha, hết này mình về nào. Và bụng vẫn còn khỏe khỏe ra. Này thì về có em tặng anh thêm một phần lẩu đầu cá hồi nè. Ủa, lẩu cá chẽm hả? Wow. Ủa, bên mình có bán món này luôn hả em? Ồ, hồi nãy anh thấy là đầu cá hồi thôi mà. Này có lẩu cá chẽm nữa anh. Ok. Rồi, ăn sao hết anh? Quán tặng mà. Tặng thì nó sẽ không nằm trong phần thử thách cả nhà rồi. Đúng rồi. Quán đã tặng như vậy rồi thì sao anh Lộc ơi? Thì thôi bây giờ tính như vậy đi, không thể ăn hết nồi này cho nên anh Lộc sẽ bật bếp nóng lên rồi review một chén thôi, rồi phần còn lại thì mình sẽ xin phép quán mình gói mình đem về. Okay, vậy đi ha. Rồi kéo cái này vô chén hết luôn, nhúng vô hết luôn. Cái nước sốt này nó ngon lắm nên chúng ta phải tận dụng tới cùng thôi. Ôi trời ơi. Ủa, cái này là món gì vậy em? Đậu hũ trứng chà bông. Wow, đậu hũ trứng chà bông nè, review luôn. Đây là một món là cái này chắc để mình đi. Ừ, để mình review đi. Anh Lộc cứ ăn đi. Thôi anh review một miếng luôn đi. Anh nhìn cái đậu hũ em cứ tưởng phô mai không á, đậu hũ này lạ quá ha, chứ cái đậu hũ non ở ngoài giòn bên trong mềm béo béo. Yeah. Cái hộp với lớp chà bông mặn mặn và có tương ớt nữa cả nhà, tuyệt vời. Rồi hoàn thành xong thử thách của bên quán nha cả nhà. A few minutes later. Nè, nhìn từ xa cái tưởng miếng xí quách không á cả nhà. Thật nè. Đó đó. Rồi nước vô. Thơm á. Mời ông bà cô chú và quan viên hai họ. Đừng có mời. Để với lẩu nào. Mời là phải bắt đầu từ đầu quá anh Điên. Đây là mời món mới nè. Thì phải ăn hết đó. Thôi. À, mấy chú có tí bia vào đó là bắt đầu xôn tụ lên rồi đó. Không khí náo loạn rồi đó. Nước lẩu á. Dạ. Chua mà kiểu như là nó chua ngọt á, nó không có bị chua gắt. Dạ. Kết hợp với đó là cá bắt đầu nó tạo ra thêm một cái vị ngọt nữa. Dạ. Và từng miếng cá ở đây á, khi tắm vào cái nước lẩu á mà chấm thêm nước mắm y nữa. Wow. Kiểu như ngon quá ha, ngon lành luôn á anh em. Nó giúp cho mình kéo từ cảm giác khô khan, bây giờ mình đã cảm giác là nó từ sa mạc bây giờ đã thành rừng mưa nhiệt đới rồi. Tưới mát bởi nước lẩu quá nha. Dứt. Đây, nè cái lớp thịt cá nè. Trời ơi, nhét vô nữa chứ. Trốn hả? Thật là biết núp lùm. Đó đó, chấm cái này nè. Mà này hết ớt rồi. Rồi. A few moments later. Mình cũng đã vượt khoảng cách địa lý để tới được quận 8. Và tới đường Phong Phú này thì Funny Hùng đã giới thiệu mình một món đó là bò tùng xẻo, khiến cho mình không phải thất vọng nha cả nhà. Đúng rồi. Hiccup thì ở đây thì sẽ có các cái combo cho cả nhà chọn. Combo từ 4 tới 5 người, combo từ 2 tới 3 người. Và các bạn đi ít thì các bạn cũng có thể dùng combo 1 tới 2 người đó. Rồi mỗi combo thì nó đều có những cái đặc điểm riêng hết. Mà anh thấy ở đây á, điểm đặc biệt đó là cái nước chấm và nước sốt. Để các bạn ăn cái nước sốt mà trứng muối á, thì nó sẽ có hòa quyện vị béo béo của trứng muối kết hợp với trứng muối mặn mặn nữa. Chấm với bò mà các bạn vừa nướng tới thôi, cảm giác nó còn giữ được cái độ mềm á khi mình quấn với xà lách vào. có một chút màu xanh nữa, cuộn vào bên trong, lấy lưỡi mình xoa bóp cho nó chảy nước ra. Trời ghê quá à. Cảm giác nó sẽ rất là thấm vị luôn. Rồi, chủ quán đã mời mình thêm 2 món, đó là cái đậu hũ trà bông kết hợp với lẩu cá. Thì cái lẩu cá đây các bạn, khi mà mình dùng những cái món khô xong á, mình kêu thêm một cái lẩu thì nó sẽ rất là bắt vị, để giúp cho cái món ăn của mình á nó lắng xuống và ấm lòng lên. Chính xác. Nếu chúng ta đi đông người á, càng đông thì các bạn sẽ kêu những cái phần bò số lượng nhiều á, thì mỗi phần lớn của chúng ta là khoảng là nửa ký bò, vừa nướng vừa nhâm nhi vừa tâm sự với nhau. Ở đây có bia nha, tới nái luôn cũng được. Thì đó là những nhận xét của Võ Sư Lộc về quán Hiccup này. Thì địa chỉ ở quán á, là số 36 đường Phong Phú, quận 8 nha. Rồi thì anh em mình có một cái fanpage trên Facebook. Nếu như mọi người yêu mến như là muốn cập nhật các sự kiện, video hay event thì hãy like và vào fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký luôn cho cả kênh Funny Hùng Vlog và kênh YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên TikTok của anh em mình là Funny Hùng 1116 và Võ Sư Lộc, và 2 TikTok ngắn là Võ Sư Lộc Funny Hùng và Funny Hùng Võ Sư Lộc. Trong thời gian sắp tới, như các bạn có bất cứ thử thách nào, hãy để lại bình luận dưới comment, mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho cả nhà cùng thưởng thức nha. Ok, xin chào các bạn.